Xin chào cả nhà, hôm nay Thảo sẽ chia sẻ món xoài ngâm chua ngọt nhé. Món xoài này chua chua, ngọt ngọt, vàng giòn và khi mà mình chấm muối ăn rất là ngon nha các bạn. Vừa rồi thì mình cũng có một bài chia sẻ là vào nhà cô em và hái được một số trái cây nè. Hôm trước thì mình cũng đã làm cái món mướp rồi, thì hôm nay tới lượt xoài nhé. Đây là giống xoài Đài Loan. Thì cái trái nó rất là to. Một trái thì có thể nặng từ 500 đến 700 gram rồi nè. Cái loại xoài này thì mình ăn sống cũng rất là ngon. Nó giòn và có độ chua thì dôn dốt. Mình có thể làm một chén nước mắm đường ớt. Chà, ăn cũng rất là ngon nha. Nhưng mà hôm nay thì Thảo sẽ làm món xoài ngâm chua ngọt. Cũng không kém phần hấp dẫn đâu nè. Đây là một số trái cây mà vừa rồi mình đã na về. Bây giờ mình đã làm món mướp. Hôm nay làm món xoài nha. Với cách làm xoài ngâm chua ngọt hôm nay thì Thảo đã làm vài lần ăn thử rồi. Mình thấy là cái ngoài cái độ hấp dẫn của nó nè, xoài thì ăn giòn và lên màu vàng đẹp rất là tự nhiên, là để được lâu nữa các bạn. Trước tiên thì mình sẽ chuẩn bị một cái thố nước và cho vào 2 muỗng canh muối nhé. Xoài mới hái cho nên là cũng còn rất là nhiều mủ. Nhưng mà chính vì như vậy thì mình làm cái món này nó sẽ ngon hơn nha các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ gọt hết vỏ 2 quả xoài nha. Bổ dọc trái xoài để mình lấy cái 2 phần má xoài nhé. Xoài nó chắc cho nên là nặng lắm. 2 trái này thì mình cân là ký mốt ở cả nhà. Tùy theo các bạn muốn cắt kiểu nào cũng được, nhưng mà ở đây thì Thảo sẽ cắt cái độ dày khoảng 1 phân rưỡi nè. Sau khi cắt thì mình sẽ cho vào thau và ngâm một lúc nhé. Kế tiếp thì mình sẽ làm cái nước ngâm. Mình sẽ có một chén đường ướp khoảng 300g nè, và đổ thêm vào 2 chén nước lọc khoảng 600ml nước. Vắt vào 2 quả tắc cho nó tăng vị và thơm hơn. Nhưng nếu mà không có tắc thì cũng không sao đâu các bạn, bởi vì trong xoài cũng đã có vị chua rồi nhé. Mình sẽ cho thêm 2 muỗng cà phê muối nhé. Lúc này mình sẽ khuấy lên để cho nó tan muối và đường ra. Tiếp tục thì mình sẽ cho thêm 1/3 chén nước mắm, là khoảng 100ml nước mắm nhé. Mình sẽ nấu khoảng 10 phút cho nó sôi già lên, sau đó thì tắt bếp và để nguội nha. Tiếp theo thì mình cũng đặt một cái nồi nước sôi lên để trần sơ xoài nè. Trần sơ như vậy thì xoài sẽ ra vị chát và giòn vàng, cái màu đẹp rất là tự nhiên. Cho xoài vào cũng khoảng 1 phút thì mình sẽ vớt ra thôi các bạn. Vì nếu mà mình để lâu quá thì xoài sẽ không được giòn. Sau đó thì mình sẽ cho vào cái thau nước đá để ngâm xoài nhé. Ngâm được một lúc thì chúng ta sẽ đổ ra rá và cũng kiểm tra xem là còn đá không, để mình để cho nó ráo nước luôn nhé. Xóc xong thì bây giờ mình sẽ để một vài tiếng để cho cái xoài nó khô ráo nha cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ cho xoài vào thố hoặc là cho vào keo cũng được nha các bạn. Cắt thêm vài trái ớt vào cho nó hơi cay cay, kích thích vị giác của mình hơn. Ngoài ra khi mà cho ớt vào thì chúng ta sẽ thấy là nó tăng thêm phần bắt mắt nữa nè. Cho phần mắm đường mà nãy chúng ta nấu và để nguội vào luôn nha các bạn. Nhấn xoài xuống để cho nó thấm cái nước ngâm nha các bạn. Các bạn xem, mình không có cho một miếng màu hóa chất nào, nhưng mà xoài lên vàng rất là đẹp nè. Bây giờ thì mình sẽ đậy nắp và ngâm trong một ngày thì có thể là ăn được nhé.
Xoài mình đã ngâm được một ngày rồi nè các bạn. Khi mình vừa mở ra thì mình thấy là cái mùi xoài và mùi nước mắm rất là thơm nè. Giờ thì mình gấp ra và thưởng thức thôi các bạn. Đúng là người thấy cái mùi này thì rất là hấp dẫn. Nó làm cho cái túi nước bọt của mình hoạt động liên tục nè cả nhà. Thảo cũng trang trí thêm một chút cho nó thêm phần bắt mắt nha. Thì với món này mình có thể chấm thêm một tí muối cho nó thêm đậm đà nữa nè. Mình nhớ là lúc còn đi học, mấy chị mà bán ngoài ở cổng trường á, cho thêm mắm ruốc nữa. Ăn cũng rất là ngon đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử nha các bạn. Miếng xoài cắn vào giòn, chua chua, ngọt ngọt, có vị mặn mặn, rồi cay cay của ớt. Ngon lắm các bạn. Món này mà ăn vặt là ghiền luôn nè. Hoặc là trên bàn nhậu, nếu chúng ta có thêm một đĩa xoài ngâm chua ngọt như thế này nữa để nhâm nhi thì rất là ok luôn nha. Đến đây thì Thảo xin ngừng video của mình. Mến chúc mọi người có một cuối tuần thật là thư giãn và nhiều niềm vui nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Thank you.